Mùng 1 tháng cô hồn, thấy điềm báo này chứng tỏ gia chủ sắp gặp đại hạn, xem ngay để tránh. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, sông có khúc, người có lúc là câu nói quen thuộc mà chúng ta vẫn thường nghe. Xét về mặt tâm linh thì nhiều người cho rằng ngày có nắng mưa bất chấp, người có sớm tối họa phúc. Ai cũng mong điều may mắn sẽ đến với mình trong cuộc sống. Thế nhưng có đôi khi sóng gió ập đến một cách bất ngờ khiến nhiều người hoảng sợ và không kịp trở tay. Đặc biệt là trong ngày mùng 1 tháng cô hồn sắp tới. Nếu bạn nhìn thấy những dấu hiệu này thì hãy đặc biệt lưu ý để chủ động lên kế hoạch cho mình, bởi rất có thể vận hạn xui xẻo sắp đến với gia đình bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những điềm báo đen đủi trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Dấu hiệu thứ nhất, đồ vật bị rơi vỡ loảng xoảng. Nếu như vào ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn mà có đồ vật bị rơi vỡ như bát đĩa, ly cốc, gương ngọc, đá phong thủy thì đây được cho là dấu hiệu cực kỳ xui xẻo, kém may mắn đầu tiên, có độ ứng nghiệm rất cao, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ví dụ như ăn sáng, không may làm vỡ bát đĩa, uống nước, làm vỡ cốc thì nhất định phải cẩn thận. Hôm đó làm việc từng bước không nóng vội. Phong thủy học xa xưa cho rằng gương là vật dụng chứa nhiều điều bí ẩn. Từ thời cổ xưa, chiếc gương đã là linh vật để trừ tà ma và ma quỷ. Trong phong thủy, con người cũng dùng gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để tránh tà ma xâm nhập. Nhiều người vẫn tin bản chất ma thuật của chiếc gương, cho rằng gương có thể phản chiếu những linh hồn. Việc gương vỡ được coi là rất độc. Gương đứt vỡ tỏa ra luồng khí tiêu cực, phá vỡ những hình ảnh tốt đẹp bên ngoài, là điềm báo xấu cho dấu hiệu sự xui xẻo, chuyện chẳng lành khi vô tình làm vỡ gương. Không nên vứt các mảnh gương vỡ vào thùng rác sau khi thu dọn kỹ càng để tránh những mảnh vỡ gây bị thương cho người trong gia đình. Bạn nên bọc tất cả vào một chiếc túi rồi đem đi chôn hoặc vứt xuống lòng sông sâu để mang những điều xui rủi, điểm xấu đi ra khỏi nhà. Dấu hiệu thứ hai, tường phòng thờ bị rạn nứt. Phòng thờ là nơi trang trọng, linh thiêng nhất trong một căn nhà. Tường phòng thờ hay chỗ tường kê bàn thờ bị rạn nứt hay bong chóc cũng là điềm báo xui xẻo. Đặt tượng Phật bị nghiêng hoặc trên tường xuất hiện vết nứt. Một số đồ vật liên quan tới Phật cũng bị hư hỏng thì đề phòng chuyện người nhà gặp rủi ro, bệnh tật. Trong thời gian ngắn sắp tới, một vài thành viên trong gia đình có thể bị ốm, suy nhược cơ thể, mắc bệnh hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Vì thế, khi thấy dấu hiệu này xuất hiện vào tháng cô hồn hay bất kể ngày nào trong năm, thì bạn cũng nhanh chóng tiến hành tu sửa lại các bức tường trên. Việc làm này vừa đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong nhà, có thể gián tiếp thúc đẩy phong thủy tốt, duy trì sức khỏe cho cả nhà. Dấu hiệu thứ ba, cá cảnh trong bể bỗng dưng bị chết. Nếu như trong nhà nuôi bể cá cảnh và bạn luôn chăm sóc chúng chu đáo, tận tình, nhưng đột nhiên vào tháng 7 âm lịch, cá trong bể không hiểu vì sao lăn ra chết hàng loạt mà bạn không biết lý do, thì có thể nghĩ đến một điều là có một điềm báo xui xẻo đang chờ đợi. Theo phong thủy thì những chú cá cảnh chết là dấu hiệu cho bệnh tật, thậm chí là sự phá sản, tiêu tán tài lộc. Dấu hiệu thứ tư, mặt trước bàn thờ đột nhiên bị lệch. Bàn thờ là nơi vô cùng quan trọng, là chốn linh thiêng nhất trong nhà, là nơi để bạn cầu mong sự may mắn, hạnh phúc, tiền tài. Do đó, khi đặt bàn thờ trong nhà, cần phải đặt đúng hướng, phù hợp với vận mệnh của gia chủ. Nếu một ngày bạn đột nhiên thấy bàn thờ nhà mình bị trách xuống dưới đất, điều này thông báo rằng tài chính của gia đình có thể gặp rắc rối trong thời gian tới. Bạn cần phải tìm cách hóa giải để xua đuổi vận xui cho gia đình nhà mình. Dấu hiệu thứ năm, ngọn nến vụt tắt. Ngày nay ít gia đình còn dùng nến thường xuyên, nhưng với một số trường hợp như khi mất điện hoặc muốn tạo không khí lãng mạn đêm tân hôn, khi hẹn hò tỏ tình thì không thể thiếu nến. Nên lưu ý chăm sóc cẩn thận, không để nến bị tắt giữa chừng, vì đây là dấu hiệu xui xẻo trong phong thủy. Tuy nhiên, nến tắt có thể châm lại nhưng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng trong nhà, không hài hòa, thuận lợi.
Ngoài ra, trong thực tế cuộc sống còn rất nhiều điểm báo trước mà nếu chúng ta nhanh tay, giỏi lĩnh hội và cảm nhận thì nhất định có thể thấu hiểu, từ đó đón cát, tránh hung, giữ bình an cho bản thân. Trên đây chỉ là một số nhắc nhở, một số dấu hiệu để bạn đọc tham khảo. Dấu hiệu thứ 6. Quạ hoặc chim lợn bay vào nhà. Người xưa tin rằng khi con người sắp từ giã cõi đời sẽ tự giải phóng một thứ mùi vô cùng đặc biệt. Và lúc này chim lợn và quạ đen, hai loài vật có thính giác vô cùng đặc biệt, sẽ phát hiện và cất tiếng kêu ngay chỗ đó. Do chính quan niệm tâm linh này nên người ta tin rằng khi hai loài chim này kêu chỉ mũi vào nhà thì những điểm đáng gở, lo ngại, điểm báo vận hạn sẽ đến. Quý vị thân mến, sau khi nghe xong những điểm báo này, quý vị cảm thấy như thế nào? Hãy để lại những bình luận của quý vị ở bên dưới video. Như quý vị đã biết, trong cuộc sống không thể thiếu những điều kỳ lạ khiến ta phải suy nghĩ. Qua những dấu hiệu trên, thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý mong muốn đưa ra những lời chỉ dẫn, cảnh báo trước cho quý vị, để khi gặp phải những dấu hiệu này, quý vị không còn lo lắng mà biết cách bình tĩnh, xử lý để mọi việc được hanh thông, thuận lợi hơn. Quý vị thân mến, trong sâu thẳm mỗi người đều có một sợi dây kết nối vô hình với thế giới tâm linh mà chúng ta chẳng hề nhận ra. Chỉ khi đứng trước một vận hạn hoặc biến cố xui xẻo sắp xảy đến với mình thì sợi dây tâm linh mới bắt đầu phát huy tác dụng và trên cơ thể chúng ta sẽ ngay lập tức có các biểu hiện để cảnh báo về điều rủi sắp tới. Vào tháng cô hồn này, nếu như trên khuôn mặt bạn có những dấu hiệu này thì hãy đặc biệt lưu ý kẻo vận hạn xui xẻo ập đến bất ngờ. Dấu hiệu thứ nhất, lông mày và tóc bị khô ráp. Khi lông mày và tóc của bạn bị khô ráp, điều này chẳng những khiến bạn thiếu sức sống mà còn thể hiện điểm xấu về chuyện tiền bạc, công việc. Đặc biệt, khi tóc đang suôn, mượt mà bị khô thì đây là dấu hiệu phá tài. Bạn nên thận trọng trong mọi việc, tránh để thất thoát tiền bạc, hao tài, tốn lộc. Dấu hiệu thứ hai, bạn thường xuyên gặp ác mộng. Đa phần ngủ mơ là hoạt động của não bộ khi chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đó cũng là điểm nói trước tương lai khiến bạn gặp xui xẻo trong tương lai của mình. Nếu nhẹ thì chỉ mất mát cho tiền bạc, nặng thì hao tài tán lộc. Nếu muốn hóa giải, hãy trộn muối và gạo rồi buổi sáng vứt ở trước cửa nhà cho mọi vận xui tan biến đi và những điều may mắn lại tới với bản thân mình. Dấu hiệu thứ ba, lông mũi lộ ra ngoài. Một ngày nọ, nếu lông mũi của bạn đột nhiên thò ra ngoài thì đó chính là tượng trưng cho tiền bạc, tài lộc bị thất thoát. Lông mũi tượng trưng cho tài lộc, nếu lông mũi lộ ra ngoài là điểm báo trước, tài lộc sắp gặp vận xui. Vì những người đang làm ăn kinh doanh, hãy cẩn trọng những kế hoạch kinh doanh của mình, đừng để người khác lừa mất tiền bạc. Khi ký kết hợp đồng, cần phải cẩn trọng, cân nhắc. Dấu hiệu thứ tư, mí mắt sưng mọng. Theo nhân tướng học, khoảng cách từ phía dưới lông mày xuống mắt chính là cung điền trạch, biểu hiện cho của cải vật chất của một người xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt. Nếu sáng thức dậy mà thấy mắt khó mở, mí sưng mọng khiến cho mắt bên to, bên nhỏ thì đây là dấu hiệu cực kỳ xấu. Dấu hiệu này cho thấy bạn không chỉ bị ảnh hưởng sức khỏe mà đường tài lộc cũng lên xuống thất thường, sẽ bị tiểu nhân hãm hại dẫn tới mất của cải, thậm chí là phá sản. Dấu hiệu thứ 5, xuất hiện vết thâm xanh hoặc đen vùng da trán. Nếu phần trán đột nhiên xuất hiện vết thâm xanh, đen hoặc toàn bộ vùng da trán sẫm màu hơn so với các vùng da lân cận, điều đó báo hiệu chuyện không may sẽ xảy đến với bạn. Ngoài ra, nếu bị thương do ngã hoặc ai đánh vào cũng dễ gặp xui xẻo. Theo dân gian, màu sắc vùng trán ảnh hưởng đến vận thế của một người trong khoảng thời gian gần nhất. Chính vì thế, bạn nên hết sức lưu ý khi đi đứng, làm việc cẩn thận. Vậy trong cuộc sống, khi gặp phải những dấu hiệu nêu trên, bạn cần phải làm gì? Và các biện pháp để phòng tránh chúng như thế nào để tránh gặp phải những điều xui xẻo xảy đến với mình? Trong phong thủy cổ xưa và hiện đại, cũng có sử dụng các phép riêng để có thể hóa giải những điều xui xẻo này. Đặc biệt là các pháp khí mang hình tượng của nhà Phật như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Khi sử dụng vật phẩm mang hình tượng của nhà Phật kèm theo những ký hiệu, hình tượng may mắn của nhà Phật trên pháp khí cùng những bộ thần chú trừ tà ma, cầu bình an giúp cho con người luôn an yên, vui vẻ trong cuộc sống. Quý vị cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng mọi vật phẩm phong thủy thì cần phải được các thầy khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cát lành nhất thì mới phát huy công năng chiêu tài lộc cho gia chủ.
Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những điềm báo xui xẻo sắp và sẽ đến vào ngày mùng 1 tháng cô hồn. Nắm được những điềm báo này sẽ giúp bạn phần nào chủ động hơn trong cuộc sống của mình để lên kế hoạch đón cát, đuổi hung. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.